Rồi, hello chào anh em nha. Hôm nay sau một tổng xe máy của tháng, mình sẽ làm một cái combo co xăng, bình xăng con, lọc gió dành cho anh em đang chơi cái dòng xe là quay rim cúp 67 ha. Thì hôm nay em sẽ làm cái combo này, nó sẽ gồm 3 phần chính là co xăng củ cao, cao su bắt ốc, bình xăng con ga dẹp TM 24, 28, lọc gió trụ bánh ú KN 11, bình xăng con TM này là hàng Thái Lan. Thì anh em mà khi mua một cái full cái combo như hình nè, sẽ có mức giá rất là tốt. Em bán là 1,6 triệu một bộ như hình nha. Bình xăng con thì nó có hai size là 24 hoặc 28, anh em tùy chỉnh luôn, tùy chọn nha. Đây là cái bình này em đang gá trên đây, là cái sản phẩm này là bình TM hồng 24. Khi anh em mua một gói combo 3 món này, nó sẽ rất là lợi, tiết kiệm được khoảng gần 200.000 á, giá tốt cho anh em mua trọn bộ combo. Nếu anh em mua lẻ, co bắt ốc củ cao cộng cao su bắt ốc 220, bình xăng con 1,4 triệu, lọc gió trụ bánh ú KN 11 là 150. Thì nếu anh em mua lẻ như thế này, nó sẽ có mức giá là 1,7 triệu ha, tiết kiệm được 170.000 luôn, và được bao ship miễn phí, ship hàng toàn quốc cho anh em luôn. Anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ em qua số điện thoại là 0933 996 332 ha. Shop phụ tùng xe máy Quốc Thắng, full combo co xăng, bình xăng con, lọc gió trụ, giá chỉ 1,6 triệu, miễn phí ship hàng toàn quốc cho anh em luôn.